Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Sự kiện mới đầu tiên ngày hôm nay đó chính là Luân Hồi Điện liên quan đến pháp bảo anh em nhé. Ở cái sự kiện pháp bảo này thì chúng ta cần phải tích lũy đâu đó là 550 cái la bàn tầm bảo thì mới có thể là chơi full được một vòng anh em nhé. Và sự kiện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể nhận được 25 mảnh Đao Thần Phúc Hải. Nhưng mà chỉ 25 mảnh thôi mà để sở hữu được cái này thì chúng ta phải cần tận 50 mảnh cơ. Tức là để có được cái pháp bảo xịn sò con bò này thì chúng ta bắt buộc là phải có 1.100 cái la bàn tầm bảo. Mà cái la bàn tầm bảo này thì tích lũy nó cũng hơi khó, hơi lâu. Hôm nay mình chỉ có đâu đó là 80-90 cái thôi. Thế thành ra là mình cũng chơi luôn, bởi vì là để tích lũy được 1.100 cái thì còn lâu lắm. Thế là thôi, sự kiện lần này mình chỉ chơi đến đây thôi anh em nhé. Nhưng mà nếu như anh em có thể chơi được tầm 400 vòng thôi thì cũng được, bởi vì là cũng có thêm một cái mảnh pháp bảo truyền thuyết tùy chọn này, 50 mảnh nhá, cộng thêm ở đây nữa 25 mảnh nữa là 100 mảnh, tức là sẽ có hai cái pháp bảo vàng thì cũng ngon anh em ạ, cũng được, nói chung là ok la. Tất nhiên là cái Đao Thần Phúc Hải kia nó cũng cực kỳ là xịn sò con bò, bởi vì là có thể cường hóa sát thương đạo pháp lên 10%. Này thì nó ngon lành rõ rồi. Đặc biệt là với những anh em nào mà chơi những quả thần thông, ví dụ như 72 phép biến hóa mà nó có cái khả năng gây ra rất nhiều sát thương như thế này, thì cộng thêm với cả cái Đao Thần Phúc Hải nữa, nó rất là tuyệt vời. Sự kiện thứ hai đó chính là tầm bảo trợ yêu anh em ơi. Thì cái này nó lại quay lại rồi. Nhưng quả tích lũy hôm nay thì mình thấy có, thứ nhất là 56 lần thì sẽ có được một cái dương pháp bảo đấu la tùy chọn nhé. Đây, anh em nhìn thấy chữ đấu la nhé. Trông nhiều cái pháp bảo wax select phết anh em ạ. Tuy nhiên là vẫn là cái Hạo Thiên Trùy Đường Tam ở 86 lần anh em nhé. Và ngoài cái skin Hạo Thiên Trùy Đường Tam này ra thì ở cột mốc 557 lần chúng ta sẽ có thể sở hữu được một cái dương lựa chọn skin Hải Thần Đường Tam hoặc là Tu La Thần Đường Tam. Thì đây là cái skin mới dead and dead luôn. Ở bản Global hôm trước thì mình cũng có review cho anh em rồi. Còn lại thì nó toàn liên quan đến pháp bảo thôi. Nhưng mà pháp bảo ở đây thì rất là xịn, pháp bảo đỏ liền anh em nhé. Nhưng cột mốc khá là khoai, không biết là có anh em nào có thể chơi full mốc được không. Còn đây là cái skin Tu La Thần Đường Tam anh em nhá. Cái này có cường hóa thuộc tính chiến đấu lên 1%, trông rất chi là ngầu luôn anh em ạ. Skill này có lẽ là đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại rồi. Nhưng cái giá để cho chúng ta có thể sở hữu được skin này thì nó cũng không phải là nhẹ nhàng đâu anh em ơi. Và thêm một cái thắc mắc nữa dành cho anh em là đối với cái bình này này, 25k Linh Dịch Ngọc Tương á, thì hôm nay mình cũng đạt cột mốc là 32.000 đào là mình đã xả hết rồi. Và vẫn đang kích hoạt là 1.000 lượt mỗi ngày, được nhận thêm tu vi 30%. Thì ngày hôm nay mình vẫn nhận được bình thường. Có nhiều anh em bảo là sau khi mà dùng hết 32.000 đào á thì cái này nó sẽ mất đi. Thì để mình sẽ kiểm chứng vào ngày mai nhá. Nếu như ngày mai mà mình vẫn còn cái bình này ở đây thì tức là nó mang hiệu lực vĩnh viễn nha anh em. Còn nếu như ngày mai cái bình này mà mất đi thì đúng là nó chỉ có hiệu lực trong vòng 32.000 đào mà thôi anh em nhá. Còn cập nhật về tình hình của mình một chút, sau khi lên được cây 15 thì đến thời điểm hiện tại là mình đã lên ở đại thừa trung kỳ level 377. Và thỉnh thoảng ở trong phần đấu pháp này thì mình cũng đã có thể phản kháng được một chút so với cái ông hay dí mình rồi. Ông này 4,16 ức, nhưng mà thỉnh thoảng đánh mình là mình vẫn thắng nha. Ok la đấy.